trận đấu đầu tiên được bắt đầu. Màn hình máy cầm sen. Vâng. Vâng, anh chờ chút để anh có thể chỉnh lại cái màn hình. Không. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vâng, anh bình tĩnh. Đúng rồi, chuẩn men. Vâng, không biết bên này có ai soi tham không? Đây rồi, vâng bên họ là IA. Vâng, IA bên họ tư với chém IA Perikman. Vâng, bên mình là Greg, Greg Egypt Yamato Sen. Thế bên họ là tư với chém rồi, nhưng mà phải cẩn thận khi mà bên họ có một Yamato và một Pamiran. Đây, chúng ta đến với hình máy của... Vâng, anh để tên này tôi chịu vào một lưu men 1, 2, 3, 4. Vâng, thế này thì tôi chịu thôi. Mà không biết ông nào với ông nào. Vâng, bên kia có Sunflower. Sunflower nghe quen thế nhở, Thiên Nga Đỏ nghe cũng quen. Vâng, như là các anh trước cái thềm giải doanh nghiệp này của chúng ta thì hai tuần trước chúng ta đã có cũng có cái trận giao lưu giữa bốn doanh nghiệp với nhau. Vâng, đánh nhau quần chiến. Vâng, soi tham rất nhiều. Vâng, bên kia là hai chém tiền và hai chém cùi. Và đây là trận thiếu đầu tiên rồi. Vâng, anh F3 hơi lâu, không biết có đang có vấn đề gì. Đã thấy quả, vâng anh đánh theo bài tàu không? Vâng, giò voi đánh bài tàu anh này. Cho nó mát. Đây sẽ chiếc BG đầu tiên. Tương đối đẹp. Tiếp tục cắt thêm dần đi dò. Vâng, trong vòng khoảng tầm 4 phút đầu thì tác của anh vẫn rất là chuẩn mực. Vâng, thôi không. Như vậy là 1 phút đầu rồi. Bắt đầu xem phút thứ hai là bắt đầu nó hơi loạn một chút. Rồi anh có một cái thao tác quẹt quẹt. Các bạn nhìn thấy cái phần anh quẹt chuột. Anh quẹt từ dưới lên chứ không phải quẹt từ trên xuống. Quẹt từ dưới lên thì nó chỉ là cái phong cách của game thủ chuồn chuồn. Bằng hôm nay thì cái giải nghiệp của ta tối dị. Bằng các bạn đến đây thì các bạn biết là không khí đang rất là vui nhộn. Và có rất nhiều game thủ đánh bằng laptop. Vâng, bằng bàn phím laptop luôn. Bảo là thế anh có thay cái bàn phím của quán vào không? Anh bảo không. Anh đánh bàn phím laptop quen rồi. Cực dị. Vâng, nếu mà để mình solo bằng tất cả bằng laptop với cái ông đấy thì chưa chắc đâu win. Thật luôn. Và laptop có đánh bao giờ đâu. Mà ông đánh cũng kinh đấy. Vâng, thao tác mượt như ai. Không khác cái top 2. Và chúng ta sẽ đến vào mảnh máy khác, mảnh máy của người cầm Minoan. Vâng, trận đấu này Minoan là nhà ở đầu cánh nhưng khả năng có vẻ sẽ đánh cung A khi mà nhà anh cực khung. Cực khung thì đúng hơn. Vâng, bắt đầu lùa mới hiệu 4 con về nhà. Mảnh máy của em thủ khác, đây là em thủ cầm Egypt. Vâng, trận đấu này bên này rất đẹp nhưng mà tôi nghĩ là Egypt trong trận thiếu này sẽ là người dừng lờ thôi. Bởi vì nhà anh không ở với thế bài quá đẹp mà có thể đánh được cung. Cung R. Vâng, nhà có thể gọi là tương đối xấu. Mảnh máy em thủ cầm quân xấu nhất bên này là chính là người cầm Greg. Và Greg trận này đó này ở trong cánh hơi buồn. Hai cung đầu cánh và hai chém ở trong cánh. Trên đấu này Greg cần phải khỏe và dâng lờ sớm để cho Sen có thể đánh một cái bài mà cân bản đồ. Bắt đầu lùa những con hiệu còn lại về. Chính chỉ còn một hiệu, hai voi nữa. Nhưng mà bài anh đã đủ đồ. Vâng, hai vòng hiệu quả không. Được rồi, thôi, được rồi, cứ để yên nó phi. Có chết không? Trời ơi, anh ơi, vâng, tôi này đánh nghe thắng. Nhưng một pha click chuột nhầm. Một pha click chuột nhầm nó không có đề gì. Một dân thì không quá ảnh hưởng. Và chúng ta sẽ quay trở lại màn máy của người cầm Sen ở đầu cánh. Đây chính là Sen, bài Sen siêu giàu. Vâng, có quả phụ 3 vòi 1 bầy hiệu. Nhưng mà khả năng bầy hươu sẽ không thèm ăn khi mà đây là Sen. Vâng, đối với Sen chỉ cần hai voi một quả phụ là được rồi. Là đã có đủ đồ, có thể đủ đồ lên đời. Không biết trận đấu này sẽ đánh cái gì khi mà Greg ở trong cánh anh không quá khỏe đâu. Xây thêm như vậy khả năng anh sẽ là người đánh cung. Nếu như anh chém thì khả năng anh sẽ chỉ đánh 23 dân mà thôi. 22 dân rồi, bắt đầu cầu nút con voi còn lại về. Vâng, dân đang chơi tương đối nhiều. Vâng, thấy thao tác quét chuột giống hết chuột chuột. Hất từ dưới lên chứ không phải là hất từ trên xuống. Vâng, rất nhiều đội dành cho anh. Khá thú vị. Đấy, vâng thôi được. Vâng, một dân solo một vòi các bạn thấy. Rất play dân. Kích đợi vâng. 26 dân và 7-40. Và thế nào không khác gì top 1 là mấy.
Được rồi, bây giờ thì ra ăn bầy hươu nữa các anh ơi. Cộng bầy hươu. Bằng gỗ anh tự nhiều bằng anh hoàn toàn có thể xây một chiếc ép nữa để ăn cái bầy hươu. Mọi lượng thịt thì dồn lên dồi dào và lượng gỗ thì vẫn đủ. Tôi tham. Vâng, như vậy là chưa nhà ăn đời. Vâng, phút thứ 8 này mà có nhà ăn đời thì là bịp. Vâng, đúng giải bịp luôn. Ông nào kích 8 thì rồi bịp, bịp thật. Bây giờ chuẩn bị. Rồi. Để xem nào. Anh sẽ kích được bao nhiêu? Vâng, anh sẽ kích bao nhiêu trong trận thiếu này? Như vậy là BA. Vâng, bài kích khoảng tầm giữa 10. Vâng, không như bên kia là Paran và Greg lên đời từ sớm. Thiên Nga đỏ và chăn dâu, chân dâu, chăn rau, à chân, chăn rau thì chuẩn hơn. Rồi 10-20 anh kích đời với 26 dân sen. Tương đối ổn bài thiếu này. Bắt đầu bò về nhà mình lại và còn làm chiếc bét thứ 3 không khi lượng gỗ anh tương đối nhiều. Nâng cấp chặt gỗ. Bét thứ 3 đâu? Một bét thứ 3 sẽ ở đâu? Không như anh quyết định vẽ ruộng luôn. Đây là màn máy của người gần Minan. Vâng, và anh đánh cung. Vâng, đúng tôi dự đoán anh sẽ đánh cung trận thiếu này khi mà nhà anh đang được phép bóc cho góc 3 giờ và có vẻ như khá kín. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là anh lên đời quá muộn. Vâng, anh thấy 12 kích. Và bây giờ là anh có sống sót để có thể lên được cung ai không? Vâng, quá nhiều giờ vàng. Vâng, đánh cung ai cho 8 thằng đào vàng. Hơi nhiều chút, không như anh đánh BL. Và gặp cái thủ bầu 7, bầu 7 là người cầm Greg. Vâng, vẩy e bắt cho. Và đây. Đây là Egypt. Egypt là người đánh chém. Thế như vậy là Milan cũng chém à? Chắc bài của bài mình lên luôn, anh không dám đánh cung. Đây là gặp cái thủ 1, mà 1 đã bị chọc vào, không biết đến từ game thủ nào. Và ngoại vẻ của anh đang hơi xấu khi mà có một cái xác voi. Và đây. Đây là game thủ cầm sen. Và chúng ta sẽ xem mảnh máy anh trận thiếu này. Vâng, anh sẽ là người khỏe nhất ở bên này khi mà suy bị ai chọc vào. Vâng, bơm thịt trường thủ cầm Minoan. Giờ vậy là tân cung đầu tiên. Vâng, như vậy là anh gặp Pan ở đầu cánh luôn. Không hiểu nhà Pan, vâng có vẻ như nhà Pan không giói nhà Sen cho người này. Thế như vậy là rất tươi. Vâng, Pan không dò thấy vâng hai nhà cực kỳ gần nhau, các bạn nhìn thấy vâng siêu gần luôn. Vâng, nhưng mà không dò nhà Pan. Thế vậy không dò nhà Sen, thế vậy là Pan sẽ yếu trong trận thiếu này. QR đã có giáp và bây giờ thì rất nhiều con QR của Sen đang cố gắng rỉa con lạc đà của Pamiran. Các bạn thấy lạc đà của Pamiran cũng chém khá giáp. Vâng, thì đẩy tấn công đầu đi thôi. Vâng, vẽ ruộng rất chuẩn mực. Cách một nửa bóng nhà, vâng cách một chiếc nhà bè. Và cẩn thận, Pan đang tương đối khỏe, không phải là hàng vừa. Đây à? Đây à? Để là 5-600 thôi. Để 600 thôi. Nghe phải chuẩn nhá, cái này mày. Chuẩn nhá. Chuẩn cái gì? Vâng, và đây là màn hình máy của gầm xem bóng bị Pan lọt vào một tên. Con lui lại phải e được không anh? Vâng, rất tốt. Không bãi gỗ của anh.
phải chạy thôi. Vòng pan đang không hiểu từ đâu ra. Không, như vậy anh play dần luôn. Vâng, đập bằng đá luôn anh ơi, đây là cầu giáp. Vâng, không lên chơi như thế này. Vâng, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, không hết pan từ đâu ra mà khỏe đấy. Kẹp ngựa rồi. Vâng, lùi lại. Thôi như vậy anh bị một tơn yếu rồi, không hiểu pan từ đâu ra mà quá đông lạc đà, bằng hơn 10 lạc đà lọt nhanh anh. Và vậy thì mất một bãi gỗ và mất một bãi ruộng, hơi đáng tiếc trận thiếu này. Vâng, khả năng có vẻ như người cầm rake không chém được quá nhiều. Vâng, đang vậy bắt lạc đà nhưng mà ai bắt ai đây khi mà lạc đà pan đang cực kỳ đông. Vâng, lượng lạc đà thì gần ngang lượng cục lờ. Mọi ai biết rồi là pan thì chém cục lờ thì được cộng đam. Lạc đà nào chém cục lờ cũng được cộng đam thôi, nhưng mà pan di chuyển rất nhanh và áp sát tới con cục lờ thì siêu siêu nhanh rồi. Bắt đầu bò về nhà nhưng mà nhà anh rất khó với khi mà đây là những con dốc và khả năng bò suy hở. Bây giờ thì anh cần phải hồi lại. Cần phải hồi lại và có những cái khoanh ruộng của mình. Cần hồi lại và vẽ thêm ruộng, hồi thêm dân và sóc đều quân. Quay trở lại anh máy của người cầm vợ ở đầu cánh. Vâng, thằng anh còn 16 thôi. Có lẽ như bị game thủ 7 trọng yếu rồi. Vâng, không hiểu sao Rick mà lại chém được Minoan. Vâng, Minoan thì rất đơn giản chứ thôi. Anh chỉ cần thủ phù, sau đó thì chém 17, sau đó lên cung A. Không quá khó khi mà anh còn được cả Egypt trong cánh đẩy ra. Và phù. Vâng, như vậy là khả năng sẽ được hai con. Rồi. Vâng, được hai con lạc đà tên này. Được hai con không? Vâng, xoay phù con giò. Vâng, đã có bánh xe. Và đến năm anh máy của người cầm Egypt. Vâng, Egypt cũng không quá to. Bên kia thì có mỗi nhau một Nami Yamato thôi. Một Nami Yamato trên 12 giờ. Biết đánh cung A hay đánh ngựa chém đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu có dự đoán từ trận thi đấu thứ hai. Mọi người hãy chú ý cái điều này. Và anh máy của thủ cầm break như là tham 8. Vâng, đang đâm mi vào nhà mù 6. Mù 6 là người dừng lờ. Tôi thấy tương đối đông con lạc đà. Vâng, Persian bảo sao lại khỏe thế hả rồi. Quay trở lại với người cầm sen. Không, như vậy là sen cũng quá bé thôi. Bởi vì pan trong một tơn mà cũng quá bé thôi. Khó chứ này, đúng này. Trận này đúng này, pan khỏe quá. Bởi vì họ tư vi chém nhưng mà có gặp pan, gặp pơ. Rất khó. Xem nào. Rồi, như vậy. Không, như vậy tham đè quá rồi. Tỷ số sẽ 1-0 dành cho team Thái Hà. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Và trong trận đấu thứ hai thì sẽ có dự đoán. Mọi người hãy vâng, mọi người có thể tham gia ngay từ bây giờ. 1-0 dành team Thái Hà và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo.